Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 11, thành phố Đà Nẵng bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi. Trong đợt đầu tiên từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 11, hơn 45.000 trẻ từ 15 cho đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine. Ghi nhận tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa quận Sơn Trà, học sinh đến từ sớm với tâm trạng phấn khởi khi được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong sáng nay, tại điểm tiêm này có hơn 1.400 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám. Việc tiêm chủng đã tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 như đo thân nhiệt, khai báo y tế, đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch. Đây, cô tuyên truyền rất là sau kỹ lưỡng, dặn dò rất là nhiều điều chuẩn bị trước sau đồ này kia, nhưng mà em cũng không có lo lắm. Nhà trường tuyên truyền và khuyến khích các bạn rất là nhiều, và cái việc tiêm như vậy thì nó cũng chỉ có lợi cho bản thân mình, đồng thời cũng có lợi cho cộng đồng. Trong đợt này, ngành y tế và các địa phương lập 16 điểm tiêm chủng tại các quận huyện với hơn 120 bàn tiêm. Tại các điểm triển khai tiêm chủng, công tác chuẩn bị diễn ra từ rất sớm, bố trí đầy đủ các khâu tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm. Thì công tác tiêm chủng tổ chức chúng tôi rất chặt chẽ, lưu ý các điểm trong các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế để thực hiện tốt, cố gắng không để xảy ra tai biến trong quá trình tiêm chủng. Tiêm giống như người lớn, nhưng chúng tôi để thời gian các em ở lại lâu hơn, để theo dõi lâu hơn, bởi lần đầu tiên tại Việt Nam mình tiêm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, và chúng tôi lưu ý rất cẩn thận trong những trường hợp này. Từ nay đến hết ngày 5 tháng 11, ngành y tế Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh khối trung học phổ thông thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và học sinh trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi đang theo học tại các trường nghề và tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trước khi tiêm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã thông tin đến phụ huynh nội dung phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng. Thì ngành y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục trong việc triển khai, và Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chủ động trong việc tuyên truyền bằng nhiều kênh thông tin khác nhau để đảm bảo 100% thông tin đến được với phụ huynh và các em học sinh. Thì hiện tại, việc tiêm ngừa vaccine có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc học sinh sẽ trở lại trường. Các em học sinh sẽ cảm thấy yên tâm hơn và phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hiện tại thì toàn bộ giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục đã được tiêm chủng. Phần còn lại là học sinh. Đợt này thì là học sinh khối trung học phổ thông sẽ tiêm trước. Trong sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tiến hành công tác kiểm tra giám sát tại các điểm tiêm. Trước đó, công tác tập huấn an toàn tiêm chủng cho trẻ em cũng được triển khai đến tất cả các quận, huyện và điểm tiêm trên địa bàn. Để tránh tập trung đông người, ngành y tế thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, cử giáo viên đi theo giám sát, hỗ trợ hướng dẫn học sinh.